chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thành phố Hồ Chí Minh ra soát lịch sử khám chữa bệnh của 3 người trong vụ loạn luân ở Long An. Ngày 13 tháng 5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản khẩn gửi các bệnh viện công lập và ngoài công lập, Trung tâm Y tế quận huyện thành phố Thủ Đức, Phòng Y tế quận huyện về việc phối hợp ra soát, cung cấp thông tin, tài liệu khám chữa bệnh. Theo đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận được công văn của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đề nghị Sở cung cấp thông tin, tài liệu khám chữa bệnh của 3 người gồm LTHT và LTKJ cùng 31 tuổi đã sinh sống ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh và ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. VKX, 29 tuổi, từng sinh sống ở ấp 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh và ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Căn cứ Điều 88 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An yêu cầu Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án trên. Cụ thể, từ năm 2006 đến nay, 3 đối tượng trên có khám chữa bệnh, khám thai, sinh con tại các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hay không. Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tiến hành rà soát thông tin khám chữa bệnh của các đối tượng trên và gửi kết quả và tài liệu liên quan đến Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An trước ngày 23 tháng 5. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, về tội loạn luân. Qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân đối với Lê Tùng Vân, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An tiến hành thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột, sống chung trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành. Trước đó, Lê Tùng Vân và các đồng phạm bị khởi tố tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cụ thể, từ năm 2016, bị cáo Lê Tùng Vân và một số người khác đến ở tại ấp Lập Thành do bà Cúc làm chủ hộ. Bị cáo Lê Tùng Vân tự xưng nơi đây là tỉnh thất Bồng Lai, sau đó thiền am bên bờ vũ trụ để hoạt động. Từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo đã dàn dựng diễn xuất và đăng tải 5 clip và một bài viết trên mạng xã hội. Qua phân tích giám định của cơ quan chức năng xác định nội dung của các clip và bài viết này, thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động, xúc phạm, bôi nhọ uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm uy tín Phật giáo, danh dự và nhân phẩm ông Trần Ngọc Thảo, pháp danh Thích Nhật Từ, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tháng 7 năm 2021, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa tuyên án sơ thẩm đối với 6 bị cáo. Theo đó, bị cáo Lê Tùng Vân bị phạt 5 năm tù. Các bị cáo Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương, mỗi người bị phạt 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên bị phạt 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo Cao Thị Cúc 3 năm tù. Sau đó, tất cả 6 bị cáo đã làm đơn kháng cáo. Tháng 11 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã xét xử phúc thẩm và tuyên y bản án sơ thẩm. Những người ở tỉnh thất Bồng Lai đã được thông báo kết quả giám định ADN ra sao? Sau khi phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh trả kết quả giám định 28 người ở tỉnh thất Bồng Lai, ngày 28 tháng 10 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã có kết quả giám định ADN những người liên quan đến hộ bà Cao Thị Cúc, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi từng tự xưng là tỉnh thất Bồng Lai hay thiền am bên bờ vũ trụ. Cơ quan An ninh Điều tra đã thông báo kết quả giám định ADN này đến những người liên quan. Tuy nhiên, vì để đảm bảo tôn trọng quyền con người và liên quan đến cuộc sống của nhiều trẻ em, thông tin này không cung cấp rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả giám định này có thể để Cơ quan An ninh Điều tra xem xét việc khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội loạn luân. Thông tin từ Cơ quan An ninh Điều tra cho biết, sau khi có kết quả giám định ADN, Cơ quan An ninh Điều tra đã thông báo kết quả giám định này đến những người liên quan, trong đó xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành. Tuy nhiên, vì để bảo đảm tôn trọng quyền con người và liên quan đến cuộc sống của nhiều trẻ em, thông tin này không cung cấp rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trước đó, liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh thất Bồng Lai, trong sáng ngày 24 tháng 9 năm 2022,
Công an tỉnh Long An cho biết, sau khi ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hộ Cao Thị Cúc, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, cơ quan an ninh điều tra đã phối hợp với các cơ quan chức năng thu mẫu tóc, mẫu niêm mạc miệng của 28 người ở tỉnh Thất Bồng Lai. Cơ quan an ninh điều tra đã gửi các mẫu này đến phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh để giám định. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến hộ bà Cao Thị Cúc để lấy mẫu xét nghiệm ADN những trẻ em và người lớn đang sinh sống tại đây. Đến chiều cùng ngày, việc lấy mẫu đã hoàn tất, mới chỉ 23 người đang sống tại đó đã được lấy mẫu, trong đó có 10 trẻ em, lớn nhất là 8 tuổi, nhỏ nhất 14 tháng tuổi. Thông tin cho biết, giải thích việc lấy mẫu xác định ADN có liên quan gì đến việc điều tra làm rõ tin báo Lê Tùng Vân cùng một số người ở tỉnh Thất Bồng Lai lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đại diện Cơ quan An ninh Điều tra Công an Long An cho biết thời gian qua có những tin báo tố giác cho rằng những đứa trẻ ở tỉnh Thất Bồng Lai không phải là trẻ mồ côi như Lê Tùng Vân và những người lớn sinh sống tại đó thông tin. Ngược lại, tin báo tố cáo cho rằng những đứa trẻ này có mối quan hệ huyết thống với những người lớn đang sinh sống cùng tại đây. Tin báo tố giác cho rằng Lê Tùng Vân và những người lớn ở tỉnh Thất Bồng Lai đã giả mạo nuôi trẻ mồ côi để lừa gạt, nhận tiền tài trợ, chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, cơ quan an ninh điều tra lấy mẫu của những trẻ em và những người lớn thời gian qua sinh sống tại đây để xác định ADN xem có mối quan hệ thân thích gì không. Quá trình thu mẫu được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, có sự chứng kiến của các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, phần lớn các thành viên sinh sống trong hộ Cao Thị Cúc có hành vi chống đối, không hợp tác với cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, trong quá trình lấy mẫu ADN, một số người dù không liên quan vụ việc do cơ quan an ninh điều tra thụ lý đã kéo đến hộ bà Cao Thị Cúc đập cửa quay phim, ghi hình, có những lời nói xuyên tạc, xúc phạm, vu khống cơ quan chức năng. Sau đó họ đăng tải lên tài khoản YouTube có số lượng lớn người theo dõi nhằm mục đích dẫn dắt dư luận trong và ngoài nước. Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Long An, trong năm 2020 và 2021, cơ quan an ninh nhận được nhiều đơn thư tố cáo một số người sống tại tỉnh Thất Bồng Lai đã thực hiện 3 hành vi, gồm lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, loạn luân lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trên cơ sở tài liệu chứng cứ có được, cơ quan chức năng đã tập trung điều tra và khởi tố, truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Vào cuộc xác minh đơn tố giác tội phạm từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2022, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân và 5 đối tượng khác cùng sống tại tỉnh Thất Bồng Lai, gồm Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, Lê Thanh Hoàn Nguyên, 30 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi và Cao Thị Cúc. Thời gian đầu vụ án được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa thụ lý điều tra. Tuy nhiên sau đó xác định Công an huyện Đức Hòa cũng là bị hại trong vụ án này. Do đó vụ án được chuyển về Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân đã ra cáo trạng truy tố 6 đối tượng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, các bị cáo Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương. Mỗi bị cáo bị phạt 4 năm tù, Nhị Nguyên bị phạt 3 năm 6 tháng tù, Cao Thị Cúc bị phạt 3 năm tù. Sau đó, cả 6 bị cáo đã làm đơn lên Tòa án Nhân dân tỉnh Long An, kháng cáo bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, nhưng không được xem xét giảm án. Vì sao Công an tỉnh Long An truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên ở tỉnh Thất Bồng Lai? Nhìn lại toàn bộ diễn biến vụ việc xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai, trong 2 năm 2020 và 2021, cơ quan công an nhận được nhiều đơn thư tố cáo của một số người sống tại tỉnh Thất Bồng Lai đã thực hiện 3 hành vi gồm lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trên cơ sở tài liệu chứng cứ có được, cơ quan chức năng đã tập trung điều tra và khởi tố, truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương mỗi người 4 năm tù, bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù
bị cáo Cao Thị Cúc 3 năm tù. Riêng hai nội dung có đơn thư tố cáo là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và loạn luân thì cơ quan điều tra đã tiếp nhận thời gian qua, chứ không phải mới đây. Tuy nhiên, thông tin từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đang tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đối với hai hành vi này. Lý do là đang chờ thêm hồ sơ, tài liệu và kết quả giám định từ các cơ quan chuyên môn. Sau gần 2 năm, ngày 19 tháng 4 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, về tội loạn luân. Trước đó, qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân đối với ông Lê Tùng Vân, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An tiến hành thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành. Để phục vụ điều tra, sáng ngày 24 tháng 9 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã đến hộ bà Cao Thị Cúc để lấy mẫu xét nghiệm ADN những trẻ em và người lớn đang sinh sống tại đây. Đến chiều cùng ngày, việc lấy mẫu đã hoàn tất, mới chỉ 23 người đang sống tại đó đã được lấy mẫu, trong đó có 10 trẻ em, lớn nhất là 8 tuổi, nhỏ nhất 14 tháng tuổi, thông tin cho biết. Giải thích việc lấy mẫu xác định ADN có liên quan gì đến việc điều tra, làm rõ tin báo Lê Tùng Vân cùng một số người ở tỉnh Thất Bồng Lai lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đại diện Cơ quan An ninh Điều tra Công an Long An cho biết, thời gian qua có những tin báo tố giác cho rằng những đứa trẻ ở tỉnh Thất Bồng Lai không phải là trẻ mồ côi như Lê Tùng Vân và những người lớn sinh sống tại đó thông tin. Ngược lại, tin báo tố cáo cho rằng những đứa trẻ này có mối quan hệ huyết thống với những người lớn đang sinh sống cùng tại đây. Ngày 29 tháng 9 năm 2022, Công an tỉnh Long An cho biết sau khi ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hộ Cao Thị Cúc, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Cơ quan An ninh Điều tra đã phối hợp với các cơ quan chức năng thu mẫu tóc, mẫu niêm mạc miệng của 27 người. Một trường hợp không có mặt khi cơ quan điều tra tiến hành thu mẫu. Cơ quan An ninh Điều tra đã gửi các mẫu này đến Phân viện Khoa học Hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh để giám định. Quá trình thu mẫu được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, có sự chứng kiến của các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, phần lớn các thành viên sinh sống trong hộ Cao Thị Cúc có hành vi chống đối, không hợp tác với cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, trong quá trình lấy mẫu ADN, một số người dù không liên quan vụ việc do Cơ quan An ninh Điều tra thụ lý đã kéo đến hộ bà Cao Thị Cúc đập cửa, quay phim, ghi hình, có những lời nói xuyên tạc, xúc phạm, vu khống cơ quan chức năng. Sau đó, họ đăng lên tài khoản YouTube có số lượng lớn người theo dõi nhằm mục đích dẫn dắt dư luận trong và ngoài nước. Sau khi Phân viện Khoa học Hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh trả kết quả giám định 28 người ở tỉnh Thất Bồng Lai, ngày 28 tháng 10 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã có kết quả giám định ADN những người liên quan đến hộ bà Cao Thị Cúc, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi từng tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai hay Thiền Am bên bờ vũ trụ. Cơ quan An ninh Điều tra đã thông báo kết quả giám định ADN này đến những người liên quan. Tuy nhiên, vì để đảm bảo tôn trọng quyền con người và liên quan đến cuộc sống của nhiều trẻ em, thông tin này không được cung cấp rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả giám định này có thể để Cơ quan An ninh Điều tra xem xét việc khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội loạn luân. Thông tin từ Cơ quan An ninh Điều tra cho biết, sau khi có kết quả giám định ADN, Cơ quan An ninh Điều tra đã thông báo kết quả giám định này đến những người liên quan, trong đó xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành. Tuy nhiên, vì để bảo đảm tôn trọng quyền con người và liên quan đến cuộc sống của nhiều trẻ em, thông tin này không cung cấp rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sự thật đằng sau video Diễm My bị bắt cóc của tỉnh Thất Bồng Lai. Cho đến nay, vụ mất tích của Võ Thị Diễm My liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai của thầy ông nội Lê Tùng Vân vẫn là vấn đề thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Trước khi trả giá cho những hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức cá nhân tại phiên tòa ngày 3 tháng 11 năm 2022, các đối tượng ở tỉnh Thất Bồng Lai đã gây rối, xuyên tạc, xúc phạm Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Diễm My mất tích tại đồn công an, giờ là chết rồi, mất tích tại đồn công an luôn. Theo kết luận điều tra, ngày 13 tháng 12 năm 2019, tài khoản YouTube Nhất Nguyên Hoàn Nguyên Official đăng tải clip có tên Cầu cứu gấp, Tịnh Thất Bồng Lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc, mất tích tại đồn công an. Trên cơ sở kết quả giám định, cơ quan chức năng xác định clip này chứa đựng thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa. Lê Thanh Nhất Nguyên là người trực tiếp tham gia và sử dụng điện thoại quay clip ghi lại sự việc ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại Công an huyện Đức Hòa. Quay xong, Nhất Nguyên đăng tải lên tài khoản YouTube. Ngoài ra, Nhất Nguyên còn khai nhận các bị can Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Cao Thị Cúc, Lê Thanh Nhị Nguyên và hai người ở Tịnh Thất Bồng Lai là Lê Thanh Nhất Tuệ, Lê Thanh Huyền Trân là những người tham gia sự việc trên. Nhất Nguyên khai nhận đã nói trong clip, yêu cầu công an trả Diễm My ra đây, mấy anh bắt cóc Diễm My vậy rồi mấy anh đổ lỗi cho tôi. Bị can này trình bày, mục đích đăng tải clip là để cầu cứu cho Diễm My và cho cộng đồng mạng biết sự việc sau khi làm việc với công an huyện Đức Hòa, cô mất tích tại đồn công an. Lê Thanh Trùng Dương còn khai nhận trong clip bị can Lê Thu Vân hiện mất tích nên cơ quan điều tra chưa thể tống đạt các quyết định tố tụng đã nói trước đám đông tụ tập. Công an huyện Đức Hòa bắt cóc người ta bà con ơi, công an huyện Đức Hòa bắt cóc con người ta không thả ra nè. Trùng Dương thừa nhận hành vi của nhóm người tại Thiền Am là vi phạm pháp luật. Trong khi đó, bị can Cao Thị Cúc khai nhận đã nói công an đánh người luôn, đánh xong nó lôi ra cửa luôn vì cho rằng clip bị cắt ghép, chỉnh sửa nên nội dung không đúng với sự việc thực tế. Khai thác dữ liệu lưu trữ trong ổ cứng lấy ra từ máy vi tính thu giữ trong phòng của Lê Thanh Nhị Nguyên, cơ quan điều tra xác định 7 file clip và 3 file ghi âm đã thể hiện rõ nhóm người ở Tịnh Thất Bồng Lai, Thiền Am bên bờ vũ trụ gây rối, xuyên tạc, xúc phạm công an huyện Đức Hòa. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra xác định các bị can đã cố ý sử dụng các file clip và file ghi âm để biên tập thành clip hoàn chỉnh, cầu cứu gấp, Tịnh Thất Bồng Lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc, mất tích tại đồn công an. Đáng chú ý, một trong 7 clip là do các bị can cố ý dàn dựng thêm hoạt cảnh và ghi hình, sau đó cắt ghép thêm đoạn âm thanh từ file ghi âm rồi biên tập, chỉnh sửa cùng các đoạn clip khác thành clip hoàn chỉnh, sau đó đăng trên YouTube. Công an huyện Đức Hòa ra thông báo truy tìm Võ Thị Diễm My. Liên quan vụ án xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra thông báo truy tìm Võ Thị Diễm My, 23 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, chỗ ở khác là xã Hòa Khánh Tây. Theo cơ quan điều tra, lý do có thông báo này là vì Công an tỉnh Long An đã nhận được đơn của người thân Diễm My về việc cô mất tích. Ngoài ra, thời gian qua, gia đình cũng đã tố cáo về việc những người ở Tịnh Thất Bồng Lai có một số hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My. Từ đó, cơ quan an ninh điều tra ra thông báo tìm Võ Thị Diễm My để xác minh điều tra làm rõ. Cho đến thời điểm hiện tại, sự mất tích của Diễm My vẫn là một ẩn số với vô vàn câu hỏi chưa thể lý giải. Trong đó, ngoài những nội dung tố cáo cha ruột là ông Võ Văn Thắng khiến vợ chồng ông Thắng cảm thấy xót xa. Thường con gái trẻ người non dạ bị dụ dỗ, sau đó làm những điều không đúng chuẩn mực thì nghi vấn những địa điểm Diễm My từng quay clip là điều khiến dư luận chú ý. Trong một clip tự quay, Diễm My đứng trước một vùng biển khá bình lặng nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng sóng xô vào bờ. Địa điểm này được cho là ở Vũng Tàu, nơi cha mẹ Diễm My trước đó cũng đã từng đến tìm kiếm con gái khi có người mách bảo. Tuy nhiên, mọi nỗ lực cố gắng tìm kiếm con gái của vợ chồng ông Thắng đều vô vọng. Nhưng có lẽ xót xa nhất vẫn là những gì Diễm My nói trong clip tự quay và sau đó được phát tán lên mạng. Trong clip, Diễm My khẳng định không bỏ trốn khỏi nhà mà bản thân muốn được vào chùa tu. Bản thân trên 18 tuổi, tôi có quyền quyết định cuộc đời, đi tu hay muốn làm điều gì miễn sao những điều đó tốt cho đời. Do sợ cha mẹ biết nơi ở nên tôi quyết định rời Bồng Lai ra Vũng Tàu để tiếp tục đi tu, Diễm My bày tỏ. Chứng minh nhân dân của tôi, giấy tờ tùy thân của tôi, ổng lấy, ổng đem giấu hết rồi. Bây giờ tôi sống chúng chui chúng rủi như chó vậy đó. Nhưng mà tôi thấy hạnh phúc còn hơn sống với thằng cha mất dạy ác đức này. Để hiểu rõ hơn việc Võ Thị Diễm My quay clip nói những lời không hay về cha ruột, hãy cùng quay trở lại thời điểm Lê Thị Huyền Trân, sinh năm 2002, khi đó được dư luận gọi là tu sĩ, ở Tịnh Thất Bồng Lai, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, xác nhận thông tin Võ Thị Diễm My có mặt ở Tịnh Thất Bồng Lai vào ngày 30 tháng 10, sau đó gặp công an huyện để làm việc. Huyền Trân khẳng định,
Theo Huyền Trân, sau khi Diễm My trở lại, đại diện Tịnh Thất đã đến công an xã Hòa Khánh Tây làm thủ tục đăng ký lưu trú và được chấp nhận. Hiện giờ Diễm My vẫn còn mệt, nhưng nhiều khách đến đều muốn nhìn tận mặt cô, Huyền Trân nói. Một số người sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, 59 tuổi, cũng là địa điểm hoạt động tự phát của Tịnh Thất Bồng Lai, rất vui mừng khi Diễm My xuất hiện. Trong chiều ngày 1 tháng 11 năm 2019, Công an huyện Đức Hòa cho biết bước đầu đã lấy lời khai của Diễm My và làm việc với cha mẹ cô. Riêng việc đăng ký lưu trú của Diễm My thuộc thẩm quyền công an xã. Theo Diễm My, khi làm việc với Công an huyện Đức Hòa, cô khai báo mọi sự việc liên quan đến cá nhân dẫn tới cha mẹ, người thân làm điều không tưởng đối với Tịnh Thất Bồng Lai. Trước đó, như báo Người Lao Động Online đã đưa tin, ngày 24 tháng 10 năm 2019, ông Võ Văn Thắng, cha của Diễm My, cùng với nhiều người thân đã đến Tịnh Thất Bồng Lai để tìm kiếm con gái. Khi đến nơi, một cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa nhóm của ông Thắng và những người tại địa điểm này. Lê Thanh Nhị Nguyên, một cá nhân tự xưng là người đang tu hành ở đây, đã dùng một chiếc xe đồ chơi bằng nhựa ném vào nhóm của ông Thắng, trúng tay bà Châu Vinh Hóa. Bà Hóa trong cơn bức xúc đã ném trả một mảnh gạch men vỡ vào Nhị Nguyên, gây ra thương tích cho anh ta khiến cuộc tranh cãi đã chuyển thành một vụ kiện pháp lý. Trong phiên tòa sơ thẩm, vào tháng 4 năm 2021, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa đã xử phạt bà Châu Vinh Hóa 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích, đồng thời yêu cầu bà bồi thường gần 9 triệu đồng cho bị hại. Cả bà Hóa và Nguyên đều đã kháng cáo phán quyết này. Phía bà Hóa yêu cầu giảm nhẹ hình phạt, trong khi Nguyên đòi hỏi tăng mức bồi thường lên tới hơn 3,3 tỷ đồng, do anh ta cho rằng mình đã phải chịu các thiệt hại sức khỏe và công việc, cũng như thu nhập nghiêm trọng. Ngày 9 tháng 12 năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã xử phúc thẩm và chấp nhận một phần kháng cáo của bà Hóa, cho bà hưởng án treo, trong khi bác gần như toàn bộ yêu cầu của Lê Thanh Nhị Nguyên. Sự kiện Võ Thị Diễm My mất tích khiến nhiều người chú ý, trong đó có bà Nguyễn Phương Hằng. Ngày 4 tháng 11 năm 2021, dư luận cho rằng bà Phương Hằng đã xuất hiện ở Tịnh Thất Bồng Lai để tìm thấy ông nội Lê Tùng Vân. Nhiều người cho rằng bà Hằng xuống đây để tìm Võ Thị Diễm My, nhưng cũng không ít người cho rằng bà Phương Hằng xuống Long An tìm ông Lê Tùng Vân về vụ thách đố xét nghiệm ADN để chứng minh ông Vân trong sạch, không phạm tội loạn luân. Giai đoạn này, cả bà Nguyễn Phương Hằng và thầy ông nội Lê Tùng Vân là hai cá nhân đang khuấy đảo mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Một bên thì live stream, réo tên hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng, một bên thì ồn ào với những cáo buộc lợi dụng trẻ mồ côi để trục lợi bất chính và loạn luân. Thời điểm đó, dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, việc tập trung đông người đã gây ra sự bất an lớn cho cộng đồng. Thông tin với báo Người Lao Động, Công an tỉnh Long An cho biết, trưa cùng ngày, Công an huyện Đức Hòa đã đề nghị hàng ngàn người dân, trong đó có hàng trăm YouTuber, rời khỏi khu vực dẫn vào khu Tịnh Thất Bồng Lai nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó, Công an tỉnh Long An có kết quả xác minh về trường hợp những người cư trú trong hộ bà Cao Thị Cúc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, nơi nổi danh trên mạng xã hội với tên gọi Tịnh Thất Bồng Lai không phải cơ sở tôn giáo và có nhiều vấn đề gây mất an ninh trật tự địa phương, có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, không chấp hành đúng các thủ tục pháp lý về khai báo nhân khẩu, lưu trú. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.